Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh trưa. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, nhóm hàng kim loại biến động trái chiều phiên ngày hôm qua, trong khi giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12/2019 giao dịch trên sàn Singapore tăng, thì giá đồng giao dịch trên sàn Chicago lại giảm. Tại Việt Nam, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu sắt thép các loại tháng 10 năm nay đạt hơn 536.000 tấn, tức là giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do lượng thép giá rẻ nhập khẩu từ các nước như Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam đang tăng nhanh.